về phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực thì gần đây mọi người lại khá là quan tâm với những cái câu nói hoặc là những quảng cáo như là không cần nghỉ dưỡng và không có sử dụng dao kéo, thì bác sĩ hãy chia sẻ rõ hơn về điều này ạ. Thực sự mọi người nói là không nghỉ dưỡng hay không dao kéo thì đều nói tới cái xu hướng là phẫu thuật không phẫu thuật, có nghĩa là không có đặt túi ngực vào trong cái cơ thể, ví dụ như cái mỡ hoặc là cái filler. Nhưng mà cái filler thì các bác sĩ chuyên khoa đã không khuyến cáo rồi. Còn cái mỡ thực sự là bạn phải lấy mỡ số lượng lớn, bạn phải hút mỡ và bạn phải cấy vào trong ngực, thì nó cũng là một cái phẫu thuật đòi hỏi phải thực hiện ở một cái cơ sở chuyên khoa, chứ không phải là thực hiện ở những cái nơi như bạn nhìn ra rã trên quảng cáo là không phải nghỉ dưỡng không gì đó. Thực sự là vẫn phải nghỉ dưỡng, nhưng khoảng thời gian nghỉ dưỡng nó phải ngắn hơn là bạn đi đặt túi ngực, bởi vì đặt túi ngực nó là một cái phẫu thuật lớn hơn rất nhiều.